là cảm nhận của cá nhân Vân sau khi mà sử dụng qua khá là nhiều những cái loại son dưỡng. Cái này là son dưỡng màu xanh của Mediheal. Nó quảng cáo là làm hồng môi nhưng mà không có hồng môi nha mọi người. Khá là dễ và nó không thấm vô môi và nó khá dính nữa. Cho nên là nếu như mình mua lại thì mình sẽ không mua lại con này nha. Mediheal bản màu kem. Con này thì mình lại thấy là dễ thấm hơn và cái màu nó cũng không có lồ lộ như màu xanh, cho nên mình sẽ mua lại. Khá là nổi rồi thì ngoại trừ những cái tác dụng mà ví dụ như là làm mềm tay chân thì mình thấy là dưỡng ẩm cũng khá là tốt. Tuy nhiên khi mà bôi lên thì môi mình sẽ bị kiểu bóng dầu mỡ luôn á. Bôi dưỡng ẩm sau đó bôi son lên thì được, như là son của Le Petit Olivier. Thì cái này là của Pháp và rất là lành tính. Có bơ hạt mỡ mình xài thì không bị thâm môi. Kéo là giúp làm mờ hết các cái nếp nhăn thì chắc là cũng không thể đâu. Son này thì rất là thích hợp để cho các bạn nào mà làm son lót trước khi mà son môi á, mình thấy rất là ok. Son 180 hơi chét cho một cây son dưỡng nha. Rồi cái cây này là của Ruby, cái này là nội địa Trung. Này mùi rất là thơm luôn mọi người, thơm lắm nha. Nhưng mà nó sẽ hơi nhỏ nhỏ như này nè, nhưng mà rất là tiện cho các bạn bỏ trong túi. Cây son này nó cũng sẽ không